khắp xuân khắp nơi thì thành thôn quê. Anh em ta hân hoan trong tà áo mới. Em tay trong tay mừng kính chúc mong bà xuân yêu thương xuân lại về. Thưa quý vị, sống thọ, sống khỏe mạnh, sống có ích là ước nguyện muôn đời mà con người mong ước vươn tới trước quy luật sinh lão bệnh tử. Vì vậy, mỗi dịp xuân về Tết đến, bên cạnh những lời chúc bình an, tốt lành, người cao tuổi thường được chúc là có sức khỏe dồi dào, sống thọ trăm tuổi. Nhưng để được hưởng thọ đúng ý nghĩa là một nghệ thuật sống và giữ gìn sức khỏe. Mỗi con người sinh ra, từ ngàn đời đều mong sao có được ngũ phúc. Đó là phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Song trong năm điều lành tốt đẹp trên thì ngũ phúc thọ vi tiên, có nghĩa là sống thọ là điều mà ai cũng mong ước nhất. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn. Có phúc nên mới được sống lâu, con cháu đề huề. Mỗi một xuân đến, ai thì cũng nói câu chúc trường thọ, tức là sống lâu. Trong cái sứ thọ này là có 5 bộ. Bộ thứ nhất là bộ sĩ, bởi vì nói lên con người có học. Như chúng ta hay nói là kẻ sĩ, tức là người có học, mà học rất rộng, rất sâu, rất uyên bác. Đó là người kẻ sĩ. Đến cái bộ thứ hai là bộ ất, tức là nó trong 10 thiên can, nó là ngôi thứ hai, giáp ất là thứ hai. Thứ hai của trời đất. Thì đến cái bộ thứ ba là bộ công. Thì con người mà muốn sống khỏe mạnh, muốn được thọ, được sống lâu thì phải vận động, tập luyện, lao động mà có đúng không quá và cũng không thái quá và cũng không bất cập. Hai cái đó nó phải điều hòa, đó là bộ công. Đến cái bộ thứ tư là bộ khẩu. Thì đây là khẩu, là cái miệng, cũng là cái cửa khẩu. Mình nói ra, các cụ nói mà bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bây giờ cái lời ăn, cái mình ăn không có tiết chế, ăn vô độ, thấy cái gì người ta nói ngon, nói béo, nói ngọt là ta cứ ăn hết, không cần. Thì ngược lại thành khổ, không tiêu. Còn cái bộ thốn, tức là thước đất. Con người sống có điều độ, sống có chừng mực, đối với trên, với dưới, với bạn bè phải biết dừng đúng lúc, biết mình ở đâu. Con người chúng ta mà được hưởng cái chữ thọ này phải mang đầy đủ 5 cái ý nghĩa này. Vợ chồng ông Nguyễn Vị và bà Trần Thị Thiểu ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, xuân này đã bước qua tuổi bách niên. Sống qua một thế kỷ, nhưng ông bà vẫn nhớ được nhiều chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Hằng ngày, bà Thiểu vẫn có thể tự nấu cơm nước, khâu vá, quần áo. Ông Vị vẫn xem tivi, đọc sách như một thói quen. Thỉnh thoảng, ông Vị còn làm thơ. Những dần thơ được chất lọc từ trong chiều sâu tâm linh khoáng đạt của con người. Trải qua bao thăng trầm cuộc sống. Theo ông Vị, để sống vui, sống khỏe, ngoài việc ăn uống, hoạt động thể dục thể thao vừa sức, thì thơ ca giúp cho tâm hồn người cao tuổi bao dung và quảng đại. Đó cũng là một bí quyết để sống thọ. Ăn uống phải có điều độ đó. Rồi là cũ là trung bình là một ngày 8 tiếng thôi. Tinh thần phải thoải mái, là nhiều khi mình gặp một cái cơ hội nào đó mình làm ít bài thơ cũng thoải mái. Đừng có dành hơn. Thể dục thể thao thì cũng có chân thôi. Buổi sáng mình làm đi mấy vòng rồi là cho thoải mái thôi. Người xưa cho rằng thất thập cổ lai hy, bát thập đắc hy hỷ, cửu thập siêu thọ, bát thập niên tri lão. Có nghĩa là 70 tuổi xưa nay hiếm, 80 tuổi là rất vui mừng, 90 tuổi là rất thọ, 100 tuổi được lên chức lão. Ngày nay, đời sống ngày càng được cải thiện, tuổi thọ của con người ngày một được nâng cao. Quan niệm của con người về chữ thọ cũng ít nhiều thay đổi. Quan điểm sống thọ là do mình biết đang chăm lo sức khỏe. Chăm lo sức khỏe thì cái thứ nhất là phải đi
khám thường kỳ, định kỳ của bác sĩ là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì ăn uống cũng là do bác sĩ tư vấn sức khỏe cho mình, cái cách điều độ ăn uống chính dưỡng làm sao là đó. Cái thứ hai, cái thứ ba là nhất là tập thể dục. Sống khỏe rồi thì là vui, thì vì gia đình con cháu nó mừng. Cái tuổi như vậy mà không đau ốm, ít đau ốm đi thì con cháu nó mừng thì vui thôi. Làng xóm người ta đi mà như thế, dù là vào một cái xóm mà có một vài ông bà già thì người ta cũng thích. Kể ra thì nhiều tuổi thì là gọi là thọ, nhiều tuổi là gọi là thọ, nhưng mà phải nói là phải mình phải vận động thì nó mới khỏe được, mà mới thọ được. Cho nên là vận động thì tôi nói thật là coi những là tôi là một tháng 30 ngày là tôi có mặt ở ngoài phường tập dưỡng sinh cả 30. Mà có tập mới khỏe, khỏe thì nó mới tinh thần, nó mới minh mẫn được. Sống thọ, sống lâu vẫn là niềm mơ ước của muôn đời, muôn người. Sống thọ không phải chỉ là thêm năm tháng cho cuộc đời, mà còn phải sống khỏe mạnh, sống có ích. Đó không phải là một bí quyết cao siêu, mà là một nghệ thuật sống và giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, sống thọ để hưởng phúc lộc vẫn là ước muốn muôn thuở, muôn phương của nhân loại. Nhưng sống thọ cần hội tụ các yếu tố nào? Sống thọ khỏe mạnh, chúng ta nên làm gì? Mời quý vị cùng Thủy Tiên gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ thưa bác sĩ, đến tuổi già mà vẫn sống khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, đó không chỉ là mong ước của người già mà còn là mong muốn của cả xã hội. Vậy thì dưới góc nhìn của y học thì sống thọ là như thế nào ạ? Theo y học thì sống thọ không chỉ là sống lâu, mà cái quan trọng là sống khỏe. Tuổi thọ Việt Nam đã không ngừng tăng lên và hiện nay đang ở 74-75 tuổi. Nhưng tuổi sống khỏe đó thì chỉ có 6-7 tuổi thôi. Yeah. Như vậy còn khoảng 7-8 năm là có sống lâu nhưng không sống khỏe. Vậy như thế nào là sống khỏe? Sống khỏe tức là có sức khỏe. Mà sức khỏe, Tổ chức Y tế Thế giới họ định nghĩa sức khỏe là gì? Sức khỏe là phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, có quan hệ xã hội lành mạnh, không chỉ loại trừ bệnh tật và tàn tật. Thì như bác Hồ ta thì định nghĩa cái sống sức khỏe cũng đơn giản, nó mới dễ hiểu và rất là đầy đủ. Khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, ấy là sức khỏe, bác nói vậy. Dạ, vậy thì là một bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ những bí quyết để chúng ta có thể sống thọ, sống khỏe ạ? Rất nhiều tài liệu nói với cái này, và từ Đông Tây Kim Cổ, làm gì để sống thọ, làm gì để sống khỏe. Theo y khoa đó, thì chúng ta cứ thực hiện tốt những vấn đề, giải quyết những vấn đề nguy cơ mà nó ảnh hưởng tới cái chuyện sống thọ. Phải phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng phải hợp lý, đúng không ạ? Phù hợp với bệnh lý thì phải đừng ăn uống dinh dưỡng theo bệnh lý, mà người bình thường thì phải dinh dưỡng hợp lý theo cái khuyến cáo của ngành y tế. Phòng ngừa những tai nạn thương tích, rồi đúng không ạ? Rồi là có lối sống lành mạnh, đúng không ạ? Rồi làm nhiều việc tốt, đúng không ạ? Thế rồi là cả dinh dưỡng xong rồi đến cái giấc ăn, giấc ngủ. Yeah. Đồng đều phải khoa học hợp lý, rồi đến cái luyện tập. Đấy. Cái luyện tập không chỉ tăng cường sức khỏe mà nó còn cải thiện cái trí nhớ, cái hoạt động não, duy trì được hoạt động não ở người lớn tuổi rất là quý. Và hiện nay thì có rất là nhiều người cao tuổi tham gia tập thể dục dưỡng sinh, nhưng mà nếu như mà không biết cách á, thì có thể là từ dưỡng sinh trở thành dưỡng bệnh ạ. Vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào dành cho người cao tuổi khi mà tham gia những cái hoạt động thể dục thể thao ạ? Nhìn chung hiện nay trong toàn xã hội nói chung và các cụ thì nói riêng thì cái phong trào mà luyện tập thì nên rất là cao, cái này rất là tốt. Tuy nhiên cũng như bạn Trình chia sẻ, tức là nếu như mà không đúng, không phù hợp thì không những không mang lại cái lợi ích sức khỏe mà thậm chí có thể mắc bệnh hoặc là mà bệnh nặng hơn. Như vậy thì tập luyện như thế nào đúng? Đầu tiên phải biết được cái cơ thể mình, biết được cái bệnh lý mình và chọn đúng không ạ, một cái bộ môn phù hợp mà dưới sự hướng dẫn tư vấn của thầy thuốc. Yeah. Cái thứ hai đấy, nếu như là người bình cao tuổi bình thường chưa phát hiện những cái bệnh lý như ta vừa chia sẻ thì tập luyện cũng phải đạt phải theo một số cái tiêu chuẩn thế này. Thứ nhất là phải phù hợp với mình, đúng không ạ? Không nên
không nên theo là gì, cụ môn này tôi môn này đấy, môn này tôi cũng môn này, không phải vậy, mà phải phù hợp mình. Cái hai cái môn đấy mình phải yêu thích. Phải yêu thích đam mê, nó đã được, đã tự nó đã có mang lại cái lợi rồi. Rồi nó phải tiện lợi. Nó phải tiện lợi. Đúng không ạ? Nếu mà một số cụ bảo thích đi bơi nhưng mà nhà rất xa biển, cho nên vấn đề đi bơi là nó rất là khó khăn. Cho nên không, từ khó khăn đó nó sẽ không đều đặn, không thường xuyên. Mà vấn đề quan trọng của nó là phải đều đặn và thường xuyên mới mang lại kết quả. Cho nên là vì khả thi, tiện lợi. À, đúng không ạ? À, một môn, một cái nữa là gì? Một số bệnh lý người ta cũng kiêng. Kiêng một số cái môn. Thì các cụ cũng cần lưu ý. À, các cụ thì lớn tuổi thì hay gặp. Thứ nhất hàng đầu phải nói đến tim mạch. Hay rất là khó, cũng lớn tuổi nên là cái tim mạch là khó tránh khỏi. Thì tim mạch nó phải kỵ với cái môn tập mà cường độ mạnh, tốc độ nhanh. Cường độ mạnh, tốc độ nhanh là không nên. À, bệnh cơ xương khớp là các cụ cũng thường gặp. Đúng không ạ? Cơ xương khớp thì cũng bị kiêng những cái môn tập mà mang tính mà nó ảnh hưởng nhiều đến khớp, đến xương và mang đến cái sức nặng. Thí dụ như là leo cầu thang, thí dụ như là chạy bộ. À, người cao tuổi bình thường thì lựa chọn môn phù hợp và cường độ, tốc độ cũng phù hợp với cơ thể mình. Và bản thân mình phải nghe cơ thể nói, đánh giá hiệu quả cái tập ấy nó có mang lại lợi ích sức khỏe không. Thí dụ như là tập một thời gian thì thấy người khỏe hơn này, đau nhức hết này, ăn ngon này, ngủ ngon này, tinh thần sảng khoái này, không tiêu biến hết những cái biểu hiện nhức mỏi hay là những cái khó chịu ngày xưa, thì như vậy chứng tỏ cái môn đấy đang rất phù hợp với mình. Dạ thưa bác sĩ, người cao tuổi thì thường là đã trải qua một cái thời vàng son rồi, cho nên là hay rơi vào một cái tâm lý là nuối tiếc rồi hoài niệm và bị rối loạn tâm lý ạ. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào dành cho những người cao tuổi cùng với gia đình của mình để có một tinh thần thoải mái, một đời sống an vui ạ? Người lớn tuổi thì các cơ quan nói chung và cái não bộ nói riêng, đúng không ạ? Nó cũng đã trải qua năm tháng dài rồi, bị lão hóa rồi, sa sút trí tuệ thường gặp, rối loạn tâm lý thường gặp, trầm cảm không phải là hiếm, đúng không ạ? Và rồi là cái quan niệm sống, cái sự trải nghiệm với người lớn tuổi cũng là khác với người trẻ tuổi. Như vậy thì làm gì để mà hài hòa? Mà trong một gia đình thì có thường ít nhất cũng 2 thế hệ rồi 3 thế hệ, thậm chí có gia đình là 4 thế hệ. Vậy làm gì để hài hòa và cả nhà cùng vui? Thì theo tôi, thứ nhất các cụ nên tham gia vào những cái hội đoàn mang tính xã hội. Đúng không ạ? Nơi đấy, đúng không ạ? Các cụ gặp những người đồng niên đồng tuế, rồi những người cùng chiến hào năm xưa, rồi ngồi cùng công tác, thì nó thông qua cái hoạt động hội như vậy, thông qua cái giao lưu như vậy đấy, thì nó duy trì được cái hoạt động của não bộ, duy trì được trí nhớ, tránh cái trì trệ và cái trầm cảm. Ngoài cái chuyện tham gia hội đoàn, đúng không ạ, vui vẻ, thì cần sống lạc quan, yêu đời, nghĩa tình, đúng không ạ? Đối với gia đình, con cháu phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, tạo một cái không khí gia đình nó ấm cúng, đúng không ạ? Nó nề nếp, đúng không ạ? Rồi nó có trên có dưới, thì chính cái môi trường gia đình đấy cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái rối loạn tâm lý hay không rối loạn tâm lý ở người cao tuổi, đúng không ạ? Đặc biệt quan trọng vì trong bối cảnh hiện nay chúng ta thấy cái môi trường làm việc hết sức là hối hả, đúng không ạ? Công việc như vậy, con cháu nhiều lúc thì cái bụng thì có nghĩ tới, đúng không ạ? Cái tâm cũng có đạo đức, nhưng mà cái công việc nó hối hả, nó nhiều lúc, đôi nơi cũng còn sơ tâm, rồi là sơ suất. Thì các cụ người lớn tuổi như bạn vừa chia sẻ đó, rất dễ tự ái, rất dễ tủi thân, và nếu mình không kịp thời quan tâm, chăm sóc, gần gũi, động viên các cụ thì các cụ rất dễ bị rối loạn tâm lý. Dạ thưa bác sĩ, bên cạnh là việc rèn luyện thể chất thì một tinh thần lạc quan vui vẻ sẽ giúp tăng cường cơ thể, và người già thì có thêm nhiều tháng ngày vui vẻ bên con cháu của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn, chúc sức khỏe Thủy Liên, và xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị khán giả.
Thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt Mừng Xuân Canh Tý 2020 đến đây xin được tạm dừng. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị một năm mới bình an thịnh vượng, luôn luôn được dồi dào sức khỏe. Và cũng xin đừng quên đồng hành cùng chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày vào lúc 20:40 Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng để cập nhật những kiến thức bổ ích, giữ gìn sức khỏe.